Xin chào anh em đang theo dõi kênh điện mặt trời của Shop Sunmin. Hiện tại thì bên em đang lên hai cấu hình, một cấu hình là điện mặt trời hòa lưới bám tải và một cấu hình là điện mặt trời hybrid gửi cho hai khách hàng. Một là anh Nguyễn Đức Hạnh ở Bắc Ninh và khách thứ hai là anh Bảo Bình ở Hưng Yên. Thì em tranh thủ quay một cái video chia sẻ đến mọi người trong ngày hôm nay. Ở đây em đang có tổng là 13 tấm pin năng lượng mặt trời này, mỗi tấm có công suất là 450W pin mono. Chuẩn bị bên em sẽ cho lên xe và ngày mai sẽ xuất phát chuyển đến cho khách hàng. Ở đây có tổng 13 tấm. Thì anh Bảo Bình ở Hưng Yên là đặt 8 tấm, còn anh Hạnh ở Bắc Ninh là đặt 5 tấm mọi người nhé. 5 tấm của anh Hạnh thì sẽ kết hợp với một máy biến tần hòa lưới bám tải của Hypertech. Con này thì em cũng đã chia sẻ rất là nhiều ở những video trước trên kênh rồi, mọi người có thể tham khảo lại. Đây là dòng máy hòa lưới bám tải cao cấp hiện nay, bảo hành lên tới 6 năm, cao hơn các dòng máy trên thị trường. Bên em đang có dòng 3 kg này, 6 kg rưỡi và máy 8 kg của Hypertech. Máy 3 kg thì nó nhỏ gọn thôi, chỉ có một cổng vào từ pin mặt trời này. Chúng ta có thể đấu tối đa được 10 tấm pin, mỗi tấm là 450W. Con này mặc dù là máy 3 kg nhưng mà nó cho phép đầu vào lên tới 4500W pin mặt trời, là chúng ta có thể đấu tối đa là 10 tấm. Nhưng mà nếu có điều kiện thì chúng ta đấu khoảng 8 tấm là nó sẽ chạy hiệu quả nhất. Và ở đây anh Hạnh đặt trước là 5 tấm, sau này có điều kiện thì có thể nâng cấp thêm. Em cũng đã có video chia sẻ test về con này rồi. Thì chúng ta có thể chạy từ 3 tấm là nó đã bắt đầu chạy được rồi. Máy chạy giải đến áp khá là rộng, từ 80 đến 500V DC. Thì bình thường em hôm trời nắng em test với 2 tấm thì nó cũng đã chạy được rồi. Nếu khách hàng nào có 2 tấm 450W thì cũng có thể chạy được với con này. Nhưng mà để hiệu quả thì chúng ta cần từ 3 đến 8 tấm. Ở đây anh Hạnh đặt 5 tấm nhé, nối tiếp tất cả vào này. Đi kèm với máy thì anh ấy có đặt thêm một tủ điện. Tủ này là có một đường vào từ pin mặt trời nhé. Một CB đóng cắt cho phần DC này, pin mặt trời này, chống sét DC này. Một cái là phần AC và chống sét AC. Dây dẫn thì có 15m dây đỏ và 15m dây đen từ dàn pin xuống. Bên em bấm sẵn jack MC4 cho khách hàng. Phụ kiện để lắp đặt thì có những cái ray U này, em cũng đã chia sẻ phần trước rồi. Ray nhôm chuyên dụng để lắp đặt các tấm pin mặt trời lên mái. Kẹp giữa này, kẹp bìa. Đây là những cái kẹp nhôm rất là dày để lắp đặt tấm pin. Đinh vít đi kèm ray U. Còn đây là những cái phần dây AC và DC của máy, cũng như là dây meter và dây CT. Thì bên em sẽ bấm sẵn trước hết cho khách hàng như những video em đã chia sẻ. Chỉ có cái phần này CT là đấu vào meter là bên em để như vậy. Khách về có thể đấu vào đây rất là dễ thôi. Chỉ cần đấu vào chân 1 và chân 2 của meter này nữa là được. Thì dây trắng sẽ vào chân 1 này, dây đen vào chân 2 là xong. Còn video hướng dẫn chi tiết thì em sẽ để phần mô tả cho chúng ta tham khảo. Đây là những cái jack AC và jack tín hiệu, jack DC nữa để khách hàng cắm vào đây. Thì phần hướng dẫn chi tiết thì em sẽ để phần mô tả, khách hàng có thể xem lại để đấu nối nhé. Còn nguyên lý của hệ hòa lưới bám tải em cũng đã chia sẻ rất là nhiều trên kênh rồi. Mọi người cần tư vấn sâu hơn thì có thể liên hệ qua Zalo. Đợt này bên em đang phân phối dòng của Hypertech là hòa lưới bám tải này. Cấu hình của anh Hạnh em sẽ để luôn ở phần mô tả, bao gồm những món gì, giá thành bao nhiêu cho chúng ta tham khảo nhé. Ngoài ra anh Hạnh còn đặt thêm một bộ đèn 200W của VT Smart này. Đèn này cũng chạy từ năng lượng mặt trời, em cũng đã chia sẻ trên kênh rất là nhiều rồi, mọi người có thể tham khảo thêm. Tiếp theo là đến cấu hình của anh Bảo Bình. Anh Bảo Bình là ở Hưng Yên mọi người nhé. Anh ấy đặt bên em một máy biến tần hybrid của Lock Power. Bộ này tạm thời thì anh cũng chạy với chế độ là hòa lưới bám tải ban ngày thôi, chưa có đặt pin lưu trữ nên là chưa chạy với pin lưu trữ buổi tối. Chạy ở chế độ hòa lưới bám tải ban ngày, anh ấy đặt với 8 tấm pin. Ở đây em tổng 13 tấm nhé, hai khách hàng, một khách là 8 tấm, một khách là 5 tấm này. Cũng phụ kiện để lắp đặt đầy đủ. 8 tấm thì nó sẽ nhiều phụ kiện hơn so với 5 tấm nhé. Những cái ray nhôm chuyên dụng này. Đây, những cái ray nhôm để chúng ta bắt lên, mini ray. Rất là tiết kiệm nhưng mà cũng hiệu quả. Đinh vít đi kèm này, cái này bên em tặng kèm theo một ray nhôm là có hai đinh vít này. Kẹp biên, kẹp giữa, nhôm chuyên dụng và bu lông 304, chống ăn mòn, chống oxy hóa. Đây, kẹp bìa này, kẹp giữa này. Cái phần phụ kiện này thì tùy theo khách hàng đặt bao nhiêu tấm mà bên em sẽ tính cho đủ nhé. Còn dây dẫn thì chúng ta theo dõi từ trên mái xuống, cần bao nhiêu mét thì bên em sẽ làm sẵn cho khách hàng. Ví dụ ở đây anh có đặt là 60m, 60m đỏ, 60m đen. Bên em bấm hai đầu bởi vì là khách hàng sẽ chia ra để đi trước hai dàn pin nhé. 8 tấm này chúng ta chỉ đi vào một cổng nhưng mà anh ấy đi trước hai lần dây luôn, để lần sau có nâng cấp pin thì có sẵn dây. Thì bên em bấm hai đầu về, khách hàng sẽ cắt ở giữa. Ở đây có 60m dây đỏ và 60m dây đen. Về anh ấy sẽ chia ra 4 đường dây, mỗi đường là 30m. Còn những cái dây này là từ tủ qua máy bên em tặng kèm này. Đây là máy hybrid của Lock Power, một trong những dòng máy hybrid đầy đủ tính năng, bao gồm cả tính năng của cả máy hòa lưới lẫn máy độc lập, mà thời gian này anh em đặt hàng rất là nhiều. Trước mắt thì chúng ta có thể chạy ở chế độ hòa lưới bám tải.
sau này nâng cấp thêm pin lưu trữ thì nó sẽ chạy full chế độ hybrid luôn nhé. Tủ điện anh ấy cũng đặt một cái tủ đầy đủ thiết bị luôn, tủ full hybrid. Bên trên thì có ATS chuyển mạch tự động hai nguồn độc lập này, một át AC output, một át AC input chống rét AC. Bên dưới thì riêng phần DC thì sẽ có đóng cắt cho battery này, đóng cắt cho hai dàn pin. Máy hòa lưới máy hybrid của Lapper 5 kg này là có hai cổng vào từ pin mặt trời nhé, sẽ có DC 1 và DC 2 này, hai chống rét cho hai dàn pin này. 8 tấm thì khách hàng có thể lắp vào đây một cổng thôi, sau này nâng cấp thêm nữa thì có thể chia ra thêm một cổng này nữa là hai dàn pin. Tủ này thì em cũng đã quay rất là nhiều khi kết hợp với Lapper hướng dẫn mọi người rồi. Bộ này là của anh Bảo Bình ở Hưng Yên, 8 tấm với máy hybrid lắp power, phụ kiện dây dẫn cũng như là kẹp nhôm lắp đặt đầy đủ. Em sẽ đăng phần mô tả video để chúng ta tham khảo về giá của đợt này. Bên này là một bộ hòa lưới bám tải chạy với máy 2VTEC 3kg. Ngoài ra bên em có máy 6,5kg và máy 8kg nữa nhé. Một những dòng máy hòa lưới bám tải một pha rất là hiệu quả luôn. Hôm nay quay một cái video ngắn chia sẻ đến mọi người như thế này. Anh em quan tâm đặt hàng thì có thể liên hệ qua số Zalo 0382 124 123 mọi người nhé. Mọi người có thể bấm đăng ký kênh để theo dõi nhiều video hơn mà bên em đã đăng tải trên kênh về nguyên lý hoạt động cũng như là những cấu hình setup cho những khách hàng khác nhau. Rồi, video này em xin tạm dừng tại đây. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.